qua năm mới cận kề, người xa trở về gia đình đoàn tụ, con cháu đông đủ đón rước ông bà, sửa soạn cửa nhà gọn gàng năm mới. Đầu năm mừng tuổi chúc khắp mọi người một năm tươi vui hưởng nhiều lộc phước, sức khỏe làm rước mới đến tiền tài, trẻ già gái trai sống đời sung sướng. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về ô mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Dòng về mẹ cha dâng ngàn đóa hoa tươi màu, gửi tặng mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện làm người con ngoan. Sống tuyệt vời nhất, con cái báo hiếu cha mẹ được bao nhiêu, nhưng cha mẹ khỏe mạnh là con cái rất mong và rất mừng. Một lần nữa quý vị và các bạn hãy dành một tràng vỗ tay để chúc phúc cho bà mẹ của gia đình tôi. Xin cảm ơn quý vị. Và để mở đầu chương trình ca nhạc hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Ánh Hồng và Hương Giang. Quý vị và các bạn hãy dành cho đôi song ca một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng và chúc mừng. Thưa quý vị, lời tiên cho Phát Hồng và Hương Giang xin gửi tới quý vị những lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất và chúc cho cô sống lâu trong tuổi vô cùng cháu con. Để bắt đầu chương trình văn nghệ trong buổi sáng ngày hôm nay, Ánh Hồng và Hương Giang xin gửi tới quý vị một ca khúc mang tựa đề Mùa Xuân Gọi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sao mà em vui thế, tình yêu nói với em cần gì?
cho nhau bằng lòng. Chờ này chồng biết chiều tình, chồng long chồng phượng chồng bình chồng thành. Chờ này đến tối cũng qua, ai lần họ đem xa mời người. Và các bạn hãy dành cho anh Hồng một tràng vỗ tay thật lớn thật lớn quý ơi. Vâng, và xin lời cảm ơn rất nhiều.
xin hãy quan tâm tới các cụ, các ông bà, thưa toàn thể quý vị và các bạn, hương thơm vạn đóa hoa hồng, đang bằng tình mẹ thắm nồng trong con. Con đi khắp vạn nẻo đường, giờ con mới hiểu được tình thương của mẹ mình. Chúng con sinh ra được các tiếng khóc chào đời là nhờ bàn tay, nhờ tất cả tâm tư tình cảm của cha, của mẹ dành cho chúng con. Hôm nay chúng con không lớn lên người, chữ hiếu chưa đền được vì mới một con người sinh đầu. Và để tiếp nối chương trình hôm nay, cho phép con là con của mẹ, con cháu của thôn Tân, Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam, xin gửi đến quý vị và các bạn. Quay nhau ai cần gia đình dù ai cũng đi, con chỉ lo cho mẹ tôi sống thôi ngày sau. Xin được kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ, các bà cùng toàn thể bà con khối phố. Sau chương trình ca nhạc, chương trình lễ mừng thượng thọ của cụ Phạm Thị Kim Vinh chuẩn bị được bắt đầu, xin kính mời quý khách, các cụ, các bác và tất cả các vị khách quý của gia đình, của các anh, các chị, cô, dì, chú, bác, chúng ta hãy cùng trở lại khán phòng cho. Hoa đào đang đẹp cùng lộc xuân cây lá, trong không khí ấm áp, tình cảm chan hòa và trang trọng của buổi mừng thượng thọ cụ Phạm Thị Kim Vinh tuổi 80 hôm nay, ban tổ chức cùng gia đình nhân dịp đầu xuân mới xin được có lời chúc quý vị đại biểu chúng ta dồi dào sức khỏe và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị đại biểu, mỗi người mẹ một nắng hai sương, của những người mẹ tay sần vai sàn, tất cả để cho con, cho cháu lớn khôn và trưởng thành. Dù bất luận thế nào thì tình thương yêu kính trọng dành cho người mẹ cũng không bao giờ thay đổi và mãi mãi không mở phai. Giáo Phạm Thị Kim Vinh hôm nay là học sinh cũ của cô, cũng đã lên tuổi học sinh cũ, em xin tặng cô vừa là cháu xin được chúc mừng thọ của cô ở tuổi 80.
Vâng, xin năm 1.3 đây thì xin chân trọng cảm ơn ạ. Vâng, chúc cô vui khỏe và sẽ mừng thọ tuổi 100 ạ. Vâng, thật tuyệt vời, xin 1.3 tay thật lớn ạ. Vâng, xin cảm ơn. Thôn Lát Nội đã đến với gia đình của chúng tôi một lời nói rất chi là tình cảm, đặc biệt là món quà tươi thắm tặng cho người cô của mình. Luôn luôn ghi nhớ, xin đại cảm ơn anh rất nhiều. Và để tiếp nối chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy dành một tràng vỗ tay để chúc mừng cho tiếng hát của cụ bốn đến với chương trình hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn lên quý vị ơi. Vâng, và xin đại cảm ơn các cụ ông bà. Cảm ơn, con xin trân trọng kính mời cụ bốn đến với chương trình. Những giọng ca tiếng hát của quê hương ta thật sự là đổi mới. Đầu xuân năm mới, chúc cho gia đình cô mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thành đạt. Con xin mời cô ạ. Hát cái bài gì cho nó hợp với này bài chúng tôi. Thôi thì tôi mới hát cái bài Cô hôm nay là rất là vinh dự mà bài chị gái thì tôi đây là quá nhã ý mời đến tôi để đến buổi mừng buổi hôm nay. Mà thôi thì cũng tự dưng người cháu biết đâu thì cũng lại hát cái bài gì cũng được, chị thông cảm nhé. Chưa đâu có trèo đấy à đấy. Em tu về chân soi. Xin mời cảm ơn tiếng hát của cụ Tuấn đến với gia đình của chúng con hôm nay. Thì cũng có món quà nhỏ nhỏ chúc thọ cho cô. Xin chân thành cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, vâng, con xin chân thành cảm ơn. Và gửi lời của gia đình, xin chân thành cảm ơn các cụ, các bà, cũng như họ tộc, quý vị và các bạn đến với bà, mẹ của gia đình con cháu chúng tôi ngày hôm nay.
tất cả những bó hoa thành phẩm, những phần quà gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Chúc cho các cụ ông bà cùng toàn thể quý vị và các bạn gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang. Và để tôi nói chuyện hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức qua tiếng hát người con thứ hai của con là cháu bé Ngọc Thư. Xin gửi đến quý vị và các ông các bà bài hát được mang tên Tàu Anh Qua Núi. Quý vị và các bạn hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho tiếng hát của Ngọc Thư. Trong khi ở với nhau thì cuộc sống nó oi hẹp quá. Thế là cuối cùng có những cái va chạm của vợ chồng. Cho nên là vợ chồng tôi không chung sống được, phải chia tay. Để chia tay thì như vậy là tôi phải bế con về ngoại. Là thống nhất ở trên tòa là ai nuôi con thì nuôi cả, không chia con ra. Thế như vậy là thống nhất như vậy là nếu mà anh ấy nuôi cả thì nuôi và tôi thì tôi nuôi cả, cuối cùng là ai không nuôi được tôi phải nuôi cả. Thế trong khi nuôi đó thì tôi có cam kết này, khi nuôi thì ai nuôi thì nuôi, không được đến thăm hỏi động viên
Lý do làm sao? Bởi vì như thế là làm hư các cháu, mỗi một lần bố đến hay lần mẹ đến thì nó lại đòi về với bố, nhưng mà trên đường về nó lại không về với bố, nó lại lang thang nó chơi, rồi là đòi về với mẹ nhưng mà nó không về, trên đường về nó lại đi lang thang chơi. Cho nên tôi nói là ai đã nuôi rồi thì cấm tiệt, không được lai vãng, không được gì. Cái thứ nhất, cái thứ hai là giữa tôi và ông ấy là có những cái mâu thuẫn, nhỡ ra mà ông ghét tôi, ông bỏ thuốc độc thì tôi chết, con tôi bơ vơ. Và ngược lại, ông bỏ thuốc độc cho con tôi chết thì tôi trở thành điên dại, cho nên tôi cấm chỉ không đến. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đến như thế là chúng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cụ. Tôi nghĩ rằng cụ là một người phụ nữ mạnh mẽ, là một người phụ nữ mạnh mẽ, rất là nhân hậu. Trong cuộc sống thì có nhiều gian truân, cũng nhưng mà cũng đã vượt qua được tất cả trong thời kỳ bao cấp, là nuôi con một mình, là chúng tôi nghĩ là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, cho nên mới làm được như vậy. Tôi về thì xin lỗi, xin lỗi cụ để chơi. Tôi nói hết. Khi là cái hình này là cụ nói ít về cái sự khổ đau, nói ít thôi. Thế thì những thước phim là nó có hoàn hảo hơn, nó tốt đẹp hơn. Bởi vì vượt qua những khó khăn gian khổ hay là cụ cũng đã nói nhiều rồi, và trong thực tế là cụ đã từng trải rồi. Cho nên là bây giờ nói những gì mà nó vui, hạnh phúc với con, với cháu. Thế thì là qua cái thời gian mà chia tay đó thì tôi bồng các con, là ba con trứng nước về đây, là một đồng kém vẻ đôi không có, một thức đức cắn ruộng không. Tôi phải tần tảo nuôi con và mua đất để làm nhà. Thế sau đó thì tôi cố gắng vượt, bởi vì tôi chưa đi buôn bao giờ, bởi vì trước đây là tôi dạy học, nhưng mà cuộc sống bắt tôi phải đi buôn, phải làm. Thế là lúc khi tôi thấy rằng là hợp tác xã cũng thương hại là cho ruộng để cấy nhưng mà không cấy được, thì tôi phải đi quét lúa đất và đi mót để nuôi con. Sau đó thì là tôi đi buôn, hoa quả, còn con lớn thì đi bán kem. Thế sau đó thì cuộc sống đã tương đối ổn định, thì các cháu, hai cháu lớn, hai cháu con trai là đi bộ đội, còn cháu thứ hai là cháu ở nhà, cháu làm gen, làm theo và đi buôn hàng xén, tức là đi buôn hàng tạp hóa. Thì cuộc sống lúc bây giờ là kinh tế tương đối ổn định. Thế sau khi các cháu hết nghĩa vụ thì các cháu xin mẹ và các cháu đi lập nghiệp, và các cháu đi vào Nam tìm công ăn việc làm. Thì vào trong đấy thì các cháu cũng gặp bè gặp bạn, rồi gặp người thân, thì kết nghĩa là vợ chồng. Thì có một cháu như vậy là cháu lấy đứa vợ thì quê toàn là miền Bắc cả. Các cháu toàn là Ninh Bình với Thanh Hóa, con dâu tôi toàn là Ninh Bình với Thanh Hóa. Tôi cũng yên tâm là vì các cháu như vậy là lấy người miền Bắc thì nó cũng có những cái hợp nhau hoàn cảnh, chứ không dám lấy con gái miền Nam vì miền Nam nó sinh hoạt nó khác. Thế sau khi đó thì các cháu làm ăn lên, thì cháu lớn là lấy vợ thì có con, cháu thứ hai cũng lấy vợ với con, và các cháu cũng mua được đất làm nhà. Thế rồi là các cháu sinh cơ lập nghiệp buôn bán. Cháu nào cũng, cháu lớn như vậy là trước đây làm công nhân cho con đi. Nó không mong mắc. Làm công nhân cao su, nhưng mà thấy cái công nhân ba cọc ba đồng thì các cháu xin thôi việc. Các cháu ra làm buôn bán, thì cũng làm giò chả, bán hàng tạp hóa, để bán giải khát. Đấy là cháu lớn. Cháu thứ hai thì cũng bán giải khát, rồi làm giò chả, nuôi con nhỏ. Cháu lớn thì được hai cháu. Một cháu năm nay học lớp 11, một cháu năm nay học lớp 5. Và cháu thứ hai, con thứ hai thì là một cháu học lớp 4, một cháu học lớp 2. Kinh tế tương đối là gọi là tạm thời đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu. Cái chế độ 3-4 năm lại về với mẹ. Về mẹ đưa quà thì vui hơn. Nhưng mà năm nay là 2007, tôi đủ tuổi 80. Các cháu sẽ tổ chức là vui mừng thọ cho mẹ, là có loan báo
anh em họ đương bà con xóm làng đến chung vui với mẹ, mừng cho mẹ 80 tuổi. Thì tôi cũng nhất trí là các cháu nó cũng làm lưng cơm để mời bà con phố xóm và anh em. Thì buổi lễ đó cũng tương đối là trang nghiêm và đoàn hoàng vui vẻ. Đấy, bác đến đây cũng chứng kiến rồi. Cái cuộc sống của tôi thì tôi thấy là các cháu làm ăn lên, thương mẹ, tôi cũng tăng thêm tuổi thọ và phấn khởi hơn. Thế là năm nay tôi mừng thọ 80, các cháu về đông đủ, con dâu, con trai, cháu nội, cháu ngoại, con gái, con rể, đông đủ anh em họ đương bà con thôn xóm. Xin lỗi cụ. Vâng. Cảm ơn cụ đã hợp tác và làm phim với chúng tôi. Vâng. Tôi xin phép cụ. Xong rồi. Vâng. Bác cũng học ở Hoa nè. Dạ, cháu cùng học nó, cùng lớp, cùng... À, thế là cùng học có hai hả? Dạ, vâng. Cả cấp 3 nữa chứ? Dạ, cấp 2. Cấp 2, à, dạ. Bác là con thứ mấy của bà cụ Vinh hả? Dạ, cháu có út ạ. À, thế à? Dạ. Nhạn là mấy đứa rồi chú? À, em nhạn nó cũng được hai đứa. Cũng hai đứa con dài. Và năm nay đã 80 rồi. Thế mà cháu trông thấy bà còn trẻ lắm. Trẻ cái gì? Bác bảo sao mà trẻ? Kít ra là cũng mấy đứa rồi chú? Cũng hai em. Cũng hai đứa rồi. Vâng. Nó dạy học ở trên Hà Nội. Con ra con bài bàn. Cô giờ vẫn khỏe chứ chú? Vâng. Thế là cụ là nhuộm tóc ấy chứ hay là tóc nó chưa vậy? Tóc tôi tự nhiên nhá. À thế ạ. Vâng. Thế thì tóc trẻ. Tóc tôi tự nhiên, răng tôi tự nhiên. Thế thì trẻ quá chứ. Vâng. Vâng. Được cái giải Phật phú tính cho thì trộm vía là cũng khỏe. Chứ tôi có mới có 70 mà tóc bạc hết. Tóc ông thì còn kém tuổi chúng tôi. Vâng. Vào gọi là gia thất, tức là đi lấy chồng rất là khổ. Vâng. Năm 95 lấy chồng. Thì 96 đẻ. Năm 75, 95 lấy chồng. Rồi 76 một đứa. 95 lấy chồng. 75 một đứa. 77 một đứa, 78 một đứa. Vâng. 79 thì không thể nuôi được thì phải đi nạo, là đáng nhẽ là 4 đứa. Nhưng còn 3. Bây giờ gần ba thì... ba như vậy, hai trai một gái. Vâng. Vâng. Thế là lúc khi năm 80 thì nói thật ra là vợ chồng tôi có cái sự nó không hợp hòa với nhau. Thế là tôi chia tay và cùng con về quê hương để nuôi cái cháu. Vâng. Đến lúc bây giờ về như vậy là thằng lớn chưa có 4 tuổi. À thế. Thế con thứ hai mới có 3 tuổi, còn thằng này là cái thằng út là 2 tuổi, nhưng mà cháu ốm quá lại không biết đi. Thế là tôi xin về hưu non, tức là cái hồi hưu non. Thế là vật lộn mấy thiên trường để nuôi các cháu. Thế là lúc đầu ấy thì là nhận ruộng cấy, nhưng mà thấy con thì bé mà kinh tế thì nó gì, mẹ thì yếu, cho nên không nhận ruộng nữa, mà tôi giá ruộng hợp tác xã tôi mới đi buôn. Vâng. Bác là một thức đức cấm ruộng có đồng kẽm bẻ đôi không phải đi mua đất. Vâng. Vâng. Mua đất làm nhà này, cái đất này mua đất của ông Toàn Học ấy, ông biết không? Vâng. 300 đấy, mua của ông Toàn Học. Vâng. 300 bạc như vậy là mua 300 thì là bắt đầu mới 1, 2, 3, 4, 5, 6 phố cà. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Để mà lập, lúc bây giờ lập lăng lác chứ làm gì có ngói. À, thế. Vâng, xong rồi xuống dưới lát thuê người cắt con bé.
giờ có bác, có bác nào ở đây với cụ không? Không ạ. Ở mình. Thế đến lúc già thì phải có người gần. Già thì phải xin lòng với con. Giờ còn khỏe ạ. Sao đâu mình với các cháu. Vâng. Đây muộn thế bỏ muộn lắm, rũ ra xong rồi đào dao một chút kem làm ghế cho mẹ. Sao? Có một kem bè đôi thì không. Vâng. Thế ở nhà các anh các chị thì nhà chật chội quá. Thế là cuối cùng là phải mua cái mảnh đất này của nhà ông Toàn học. Vâng. Là 300, 580 là to lắm. 300. 300. Vâng. 300 triệu. 300 bạc. À, 300 bạc. Lúc bây giờ vàng như vậy thì có 50, 60 nghìn một, 60 đồng một chỉ thôi. Vâng. Thế là tôi phải đi vay, nợ lãi 300, nghĩa là dựng lên một cái, một gian hai trái nhưng cắt năn lát ở dưới phố Cả để về lợp. Vâng. Về lợp, thì lúc khi lợp xong thì tôi đi chợ. Đi chợ đầu tiên gửi con ở hàng xóm thì đứa lớn bắt nạt đứa bé. Tôi về tôi lo, tôi thấy chú nó khổ quá thì tôi mới rước hai đứa. Bé là cái đứa là đứa con gái là tôi là cái Hương, và thằng con trai là thằng Quang ở trong nhà. Tôi đi chợ. Thế là ở nhà như vậy là con nó mới nghịch lửa, nó đốt nhà đi. Chứ bây giờ đốt nhà đi lại còn khổ hơn. Đốt nhà đốt cửa đi là người ta bảo giặt pha không bằng nhà cháy. Giặt cháy không? Nhà cháy là không chạy được cái dế, nhưng mà giặt pha lại còn có cái dế. Còn cái gì cuối cùng khổ quá là phải đi xin từng cây tre một, dạ dâu không có thì xin vậy để về làm lại. Thuốc thế giờ là tôi tần tảo đi chợ đi búa sáng đi. Đi chợ xong rồi ngồi trên dốc nhờ nhà cụ Mai ở trên đấy bán hàng nuôi, còn các cháu thì đi học. Thế lúc thì nuôi các cháu trưởng thành xong rồi là chúng đi bộ đội, hai thằng đi bộ đội tất. Vâng. Bây giờ nó đi sau đó là nó đi vào trong Nam nó làm cơ làm nghiệp. Bây giờ nói chung là các cháu cũng trưởng thành, cũng có công ăn việc làm, cũng đàng hoàng. Cụ cứ nói chuyện tự nhiên. À vâng. Ăn bây giờ cái gì? Ăn bây giờ bà nói. Không ăn đâu. Lúc bây giờ phải nói là cuộc sống rất là khổ. Không ai khổ bằng, đất cứ nói là khổ nhất xã nhất thôn. Thế rồi cày cấy không cày cấy được, chợ búa không ăn thua thì tôi mới dắt các cháu đi mót. Tức là đi quét lúa đất. Thì lúc bây giờ dân làng người ta cũng thấy mẹ con cơ cực, người ta cũng thương hại. Lúa đất lúc bây giờ rụng nhiều nhưng là nhân dân cấy bây giờ là cấy ải, cấy cấy tạp dao, tức là đi quét mỗi một vụ tôi quét phải được vài tạ chứ không phải là không. Thế là lúc khi các cháu lớn lên rồi thì thằng lớn là lúc bây giờ không có một chiếc xe đạp nào. Tôi gánh bộ từ đây lên Phủ Lý để gánh bộ về, xong rồi xuống chợ huyện, xuống chợ Đò mà. Cái chợ Đò đấy, xuống chợ Đò đi vào cái Lãng Vân đấy để gánh bộ từ đấy giờ đi bán hàng, bây giờ đi về, đi từ 2 giờ đêm về, xong rồi là về đến trưa về thì lại cơm nước cho con, lúc bây giờ con còn bé quá lại phải cơm nước. Không cơm ơi. Thế lúc khi các cháu đã khôn lớn lên một chút thì thằng lớn năm đấy là 15, 16. Tôi mua chiếc xe đạp của cháu đi kem. Đi kem thì bán lúc bây giờ cũng phát tài. Nghĩa là kem lúc bây giờ gọi là 6 xu thì bán 2 hào. 6 xu bán. Thế cụ ba nữ là chị ruột của cụ? Vâng, ba nữ là chị ruột. Các cụ tôi là như vậy là 12 người con. À đấy. Thế là ông Cách là cả, ông Ca là thứ hai, xong bà Ba Nữ là thứ ba. Nhưng mà bà lấy chồng, ông cũng là thứ ba, gọi bà ba, nó quen. Vâng. Thế giờ đến
bà tỉnh, xong đến bà Vĩnh, xong là đến tôi mới đến cô em. Cô em tôi mất từ năm 17 tuổi, ảnh kia. À đấy. Vâng vâng. Tôi đang kể cái hoàn cảnh cho tôi như vậy. Wow. Tức là cuối cùng mới là lớn thì tôi mua cái chiếc xe đi kem. Thế là tôi lại đi bán bánh mì. Nó lại ngược lại, bác bảo là con đi bán kem thì mong dày nắng, nhưng mẹ đi bán bánh mì thì mong dày dâm thì bán được. Dày wow. Nắng ai ta mua bánh mì là cứ chạy được. Wow. Nhưng mà cũng mua phát tài, cháu chịu khó. Ngày như vậy đi 2-3 chuyến kem rất là thời gian mà nắng nhiều thì là coi như là các cháu nó đi thời gian nắng nhiều thì là nó bán được kem. Thế sau khi đó là thằng lớn đã bán được kem được gì rồi thì thằng lớn chuyển sang buôn hoa quả, đi đi chợ Thường Tín, xong rồi mang về đây, xong rồi đi bán cất buôn hoa quả. Thì thằng thứ hai lại đi kem, lại đi bán kem. Thì tôi lúc bây giờ ấy là tôi không đi bán bánh mì nữa, mà tôi mua các hàng quán, tôi lên dốc tôi bán, đi mở quán ở ngày nhà này bán. Cuộc sống lúc bây giờ là đảng ủy ban phải nói là cũng ơn đảng ơn bác, mẹ con tôi cũng được tương đối xinh đẹp. Bác khóc hả? Thế là đảng ủy ban cũng quan tâm, thấy nghèo đói mà túng thiếu quá thì là đảng ủy ban cho bán hàng. Lúc bây giờ bán hàng không được phát triển như bây giờ đâu bác ạ. Và lúc bây giờ ưu tiên mới được bán hàng, một nách cả ba cháu thế là được bán hàng. Thế tôi về đất này từ năm 80. Tôi sinh thành được ba cháu. Cháu wow. Lớn nhất được cháu đi bộ đội về, cháu đi vào trong Nam lấy vợ. Thì cháu sinh được hai cháu, là cháu lớn nhất của cháu là học lớp 11, cháu thứ hai học lớp 5. Vợ chồng cháu hiện nay là trước là công nhân cao su, nhưng mà làm nó không đủ của ăn, cho nên là cháu ra ngoài để làm giò chả và buôn bán hàng tạp hóa. Cháu trai thứ con gái thứ hai là cháu hiện nay là nhà cửa cháu đã làm nhà 3 tầng, các đồ gia thất ở cái nội thất cháu sắm đầy đủ. Còn cháu dạy ở mẫu giáo, cháu dạy mẫu giáo. Còn chồng cháu là công nhân xây dựng, lái máy ủi máy xúc. Cháu thứ ba là cháu cũng cháu được lái máy ủi máy xúc. Cháu được hai cháu, cháu lớn nhất là cháu Thế Anh, cháu học lớp 4. Cháu thứ hai là cháu Phúc Anh, cháu năm nay hơn 1 tuổi. Cái con thứ ba của tôi là cháu Quang, cháu lấy vợ và được hai cháu. Cháu lớn nhất là cháu học lớp 4, cháu thứ hai là cháu học lớp 2. Hiện nay hai vợ chồng cháu buôn bán hàng tạp hóa và làm trò trả. Thế là... Nói chung là con dâu, con trai, con dâu, con gái, con rể rất là thương mẹ, quý mẹ và nào nhất là nói chung là con rể của tôi thì cũng rất là ngoan, chăm sóc mẹ như là chăm sóc mẹ đẻ, quan tâm đến mẹ, đi đâu về là đến hỏi đến sức khỏe và đi làm vẫn thường xuyên gọi điện về cho mẹ hỏi mẹ có sức khỏe như thế nào. À. Cái cô con gái của cụ là sinh đầu là đầu lòng chứ gì? Là thứ hai. À thế ạ. Vâng, cháu là thứ hai. Vâng. Cháu dạy mẫu giáo. À, cũng là nhà giáo. Vâng, cháu dạy mẫu giáo. Thế còn anh con rể thì là... Anh con rể là công nhân xây dựng, lái máy ủi máy xúc. Vâng. Công ty cháu ở Hà Nội. Thế là con gái thì đi dạy mẫu giáo. Vâng. Chồng thì là làm công ty ở trên Hà Nội. Vâng. Vâng. Nhà cửa cháu cũng đàng hoàng, cháu làm nhà ba tầng rồi. Vâng. Trang trí nội thất đầy đủ. Cháu được hai cháu. Thế ạ. Cháu lớn nhất học lớp 4, cháu thứ hai cháu học lớp cháu mới có được hơn 1 tuổi. Vâng.
cô như thế thì cũng thuận tiện, tức là cô con gái ở gần thì thỉnh thoảng là mẹ con vẫn gặp nhau nhỉ. Mặc dù là các cháu trai ở xa nhưng mà cháu gái ở gần một con rể thì tôi coi những con gái là con trai mà con trai cũng như là con rể, nên là cháu cũng quan tâm đi lại. Không, tuy rằng ở mình nhưng mà hàng thường xuyên là các cháu đến thăm hỏi. Say Happy New Year, Happy New Year.